tại sao hôm nay không có anh Tề Rư thì tí thiên nhân sẽ nói cho cả nhà nghe. Cả nhà bây giờ mời cả nhà nha, tổng mời luôn nha, chấm với cái nước chấm nha, đây nha, đấy quá đậm đó. Và nhân cũng nói luôn cho cả nhà biết là một vấn đề, đó là chính là ăn xong bữa này là hôm nay á, thì nhân có một cái triệu chứng nhẹ nhẹ, đó chính là đau bụng. Ai cả nhà ơi, thì làm gì làm đó cũng phải nấu một nồi cháo, bởi vì là ăn tẩm bổ trước đi đã. Hôm nay là nhân sẽ nấu một nồi cháo nấm gà ép nha, gà ép nấu cháo nấm nha cả nhà. Đây cỡ nào cỡ thì cũng phải đầy đủ từ A đến Z nha cả nhà. Nhân sẽ làm gỏi đồ này kia luôn đó. Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến quay trở lại với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân TV. Thì hôm nay là Nhân sẽ ăn lại cháo gà ép nha cả nhà, cháo nấm gà ép. Thì mời cả nhà ăn cùng với Nhân. Tại sao hôm nay không có anh Tề Rư thì tí thì Nhân sẽ nói cho cả nhà nghe. Bây giờ mình ăn trước ha. Hay, itadakimasu. Rồi, xé cái đùi ra cả nhà. Con gà ép này á, thì trọng lượng của nó chắc là được mấy lạng á. Mấy lạng con này á, chưa đến ký đâu. Trời ơi, cái đùi của nó nè, ui ôi, đang đói bụng nữa nha. Chấm vô. Đúng là gà ép có khác, ngon dễ mà. Ngon. Kẹo ép nó dai. Trời ơi, cái vị. Hộp miếng cháo nữa lên tới, nó lên tấu bàn tay luôn đó nha. Cái vị ngon á. Cái cảm giác mà mình thèm, mà thèm ăn con gà ác mà cuối cùng được ăn, cảm giác nó sung sướng sao cả nhà. Cái chân của nó cũng ngon đó. Cái gỏi á, nó bóp rất là vừa ăn. Nó thơm mùi tỏi á cả nhà. Tỏi với rau thơm đâu đó rất là hòa quyện vào nhau, rất là cà dính cà quất. Rồi cả nhà, mời cả nhà nha, tổng mời luôn nha, chấm với cái nước chấm nha, đây nha, đấy quá đậm đó.
Thịt nó dai, nó béo. Gà ác phải gọi là. Nhưng ăn gà ác ở Việt Nam rồi và gà ác ở bên Nhật đây là lần đầu tiên Nhân ăn. Nhưng mà Nhân thấy cái vị á, thật sự nó cũng không có khác gì mấy cái nha. Bởi vì nó ngon đều luôn, ngon cũng 1 9 1 10 á. Ngon. Perfect, rất perfect, rất tuyệt vời. Nhiều khi Nhân ăn quay video á, ăn uống á, Nhân hay nói những cái câu mà vô chi, cái câu giỡn á, thì Nhân mong là ông bà cô chú là thông cảm nha. Tại Nhân cái tính Nhân từ đó đến giờ làm video, từ đó đến giờ là hay đưa những cái câu mà nó vô chi, với cả là nó không có mang ý nghĩa chung gì hết trơn á. Nhưng mà quen rồi cả nhà, chứ không có ý gì, mong là ông bà cô chú thông cảm ha. Gà nó dai ghê. Rồi, bây giờ là bụng ấm nè, bụng ấm, em bé trong cũng ổn thỏa tinh thần rồi. Thì để Nhân nói lý do tại sao hôm nay anh Tài Rư anh không quay cùng Nhân. Thì hôm nay là bạn của anh Tài Rư á, là nhờ anh Tài Rư là anh Tài Rư để mà kiểu giúp một vài vấn đề là liên quan đến vấn đề sửa chữa đồ này kia. Đáng lẽ là anh Tài Rư anh không đi, nhưng mà kiểu bạn cũng rất là thân, nói là đi đi vài ba tiếng thôi, thì nhờ vài ba tiếng thôi, thì thôi anh Nhân nói là bây giờ không sao thì cứ đi đi. Rồi xong rồi tại vì bạn cũng thân á cả nhà, nên là cứ kêu đi đi, rồi có chuyện gì thì Nhân gọi. Tại cũng sát đây, bạn cũng sát đây, thế nên là hôm nay là không có anh Tài Rư quay. Và Nhân cũng nói luôn cho cả nhà biết là một vấn đề, đó là chính là ăn xong bữa này là Nhân xách vali cuốn gói đi vào bệnh viện. Bởi vì sao, đáng lẽ ra là cũng không có nên nấu bữa này đâu, bởi vì ngày cuối rồi thì ăn đại ăn đùa cái gì cũng được, nhưng mà thèm, rất là thèm, nên là sẵn vừa mình nấu để mình ăn, sẵn ngồi quay video nói chuyện với ông bà cô chú luôn, là để cho ông bà cô chú biết là hôm nay ăn xong cái cử này xong là mẹ con cháu, hai mẹ con cháu là xách ba lô vào trong đi xanh luôn nha cả nhà. Thì
Hôm nay á, thì Nhân có một cái triệu chứng nhẹ nhẹ, đó chính là đau bụng. Đau nhưng mà đau rất là nhẹ, chứ không có, nó không có phải là làm cho mình là phải khó chịu hay là làm cho mình quá lên, nhưng mà nó ở mức chịu được. Thì anh ta có gọi lên bệnh viện hỏi, thì bác sĩ nói là nó đau nhẹ nhẹ vậy, chuyện rất là bình thường. Khi nào mà nó đau mà đau quằn quại, đau mấy phút một cơn thì mình hẳn sợ, còn bây giờ nó đau nhẹ 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 thì cái chuyện nó không sao hết đó. Hay là nhưng cũng thấy là bình thường luôn, nó đau như kiểu là mình đau kinh nguyệt, có cái nhà tới kỳ kinh nguyệt, mà kinh nguyệt mà nó không phải là kinh nguyệt đến mức độ mà đau giật mạnh nha, đau nhẹ nhẹ rất là nhẹ nhàng thôi. Thì chưa có hiện tượng gì, chỉ thấy cái hiện tượng nhẹ nhàng đau như thế thôi. Thì như cũng cảm giác là mình có thể là nấu nướng rồi ăn uống xong rồi bắt đầu cái từ từ rồi mình hẳn xách vali vô, tại vì bác sĩ cũng đã nói với anh Tài Lương Nhân á là khi nào mà cảm giác cơn đau mà đau quá nhiều, cơn gò mà nó gò quá trời luôn á, thì lúc đó là thì mình lúc đó là mình hẳn 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 kiểu hẳn quấn quýu á. Còn trong lúc này á thì nó đau nhẹ nhẹ như kiểu đau kinh nguyệt, mà cái kinh nguyệt này nó kỳ lắm, nó không có đau đau vội, đau hoàng, đau đau mà nó quằn quại thì không phải, nó cứ nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng vậy á. Nên là Nhân nấu luôn món này ăn, ăn xong rồi mình xách giỏ mình đi. Cũng mong là mẹ tròn con vuông được ông bà cô chú thương, ông bà cô chú cũng cùng với hai mẹ con cháu để mà khi mà em bé sinh ra rồi thì tất nhiên là Nhân sẽ ba thông báo cho cả nhà cùng biết. Rất rất là vui vì thật sự là chưa bao giờ nghĩ là bản thân mình có nhiều người sự đồng hành chung đến như vậy. Biết là làm Nhân á thì cũng sẽ có người thương, có người không thương, có người không thích, nhưng mà ở đâu đó thì ví dụ như cũng vẫn còn, ở đâu đó thì vẫn còn người thương mình, vẫn còn ngóng là trong mong là Nhân sinh em bé và muốn biết là em bé Nhân như thế nào này kia cùng với gia đình nhà Nhân. Thật sự là Nhân rất rất là hạnh phúc luôn cả nhà. Đâu bây giờ mình nghĩ chưa bây giờ mình nghĩ là sẽ có lúc là sẽ được nhiều mọi người ngóng em bé con của mình nhiều đến như vậy, rồi kiểu cũng chúc mẹ tròn con vuông quá trời, mẹ mọi người chúc luôn, chúc những cái điều tốt đẹp nhất dành cho vợ chồng Nhân, dành cho em bé trong bụng, làm cho Nhân lúc sinh. Nhưng không biết là khi sinh thì mình sẽ như thế nào, hay là kiểu Nhân không biết là trong cái quá trình Nhân không biết là sẽ như thế nào, nhưng cũng mong là mọi chuyện suôn sẻ đến với hai mẹ con. Ăn này xong để lấy sức nha cả nhà. Chứ bên Nhật nè đồ ăn á cũng chán nhưng thích ăn, mà kiểu đồ Việt Nam á video cũng dài, chắc là Nhân xin phép kết thúc video sớm để mà đợi anh Tài Lư về ăn cùng luôn cho hai vợ chồng có anh Tài Lư á ảnh ăn, chứ ảnh ăn mình nó cũng hơi buồn tội nghiệp ảnh. Thì Nhân cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều đã đồng hành cùng với kênh vợ chồng nhà Nhân. Nếu cả nhà yêu thương vợ chồng nhà Nhân thì cho hai vợ chồng một nút like, chia sẻ cái kênh ủng hộ tinh thần cho vợ chồng nhà Nhân nha. Bye bye.